18 lần thoát chết của Nguyễn Ánh. Lần thứ nhất năm 1777, cả gia tộc bị Tây Sơn thảm sát, chỉ còn mỗi Nguyễn Ánh là sống sót. 17 tuổi, ông chạy ra Phú Quốc, bị quân Tây Sơn lùng khắp mọi nơi để nhổ cỏ tận gốc. Lúc đó Nguyễn Ánh thiếu thốn, sĩ thầm cầu nguyện: "Ông trời ơi, nếu ông ban cho ta làm vua thì hãy ban lương thực và nước ngọt cho ta." Nói đoạn, ông cắm gươm sâu xuống khe đá, mỗi nhát kiếm cắm xuống, nứt ra nước ngọt tuôn ào ào. Thấy hình chưa? Lần thứ hai, có những lúc Nguyễn Ánh phải sống như ăn mày. Nguyễn Văn Thành chấp nhận gạt bỏ sĩ diện của một người nho nhã để đi làm cướp để nuôi Nguyễn Ánh, đến nỗi bị dân đánh suýt chết. Lần thứ ba, Nguyễn Ánh trực tiếp so tài với Nguyễn Huệ, bị Huệ đánh cho tơi bời qua lá. Chiến thuyền của Ánh dẫu có to hay bé đều bị Huệ đánh chìm và tịch thu. Binh sĩ chạy công đích, còn mỗi Nguyễn Ánh xui xẻo bị kẹt lại do ngựa xa lầy xuống bùn. May sao mà Nguyễn Huỳnh Đức liều chết quay ra cứu. Một mình lớn tiếng thách thức quân Tây Sơn lại gần. Tiếng nói của ông vang dội cả một khu rừng, khiến quân Tây Sơn có hiểu, sợ là có mai phục nên rút lui. Lần này Nguyễn Ánh lại thoát chết. Đêm đó Đức thức đêm để canh đuổi mũi cho chú Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh cảm động vì sự trung thành. Sau này thì ban quốc tính họ Nguyễn cho Nguyễn Huỳnh Đức để đối đãi như hoàng gia. Lần thứ tư, sau khi bị thua hai trận ở Cần Giờ và Đồng Tuyên thì lực lượng tan rã, tướng tốt mỗi người một ngã. Nguyễn Ánh phải cưỡi trâu qua sông, sau đó lên đền khắp chết khác thì gặp lúc sông Cửu Long đổ nước ngọt ra khơi. Lần thứ năm, thủy quân Tây Sơn do Trương Văn Đa, phò mã của Nguyễn Nhạc, tổ chức vây chặt ở đảo Cổ Long. Đảo bị dây ba vòng, Nguyễn Ánh không còn quân thủy lẫn bộ để tấp lại. Đúng lúc đó thì bão lớn nổi lên, thuyền Tây Sơn bị đắm, phải quay đầu trở lại. Thấy hình chưa? Lần thứ sáu, Nguyễn Ánh đóng giả ngư dân để trốn Tây Sơn ở Cù Lao Ông Chưởng. Tuy nhiên khi thấy một cô gái sắp chết đuối, liền ga lăng bay ra cứu. Sau màn thể hiện đầy nam tính vừa rồi thì cô gái Tố Lan bị sét đánh và Nguyễn Ánh kéo về làm rể. Ông cho vợ nuôi ăn ở giúp che giấu, đồng thời đi tìm các tướng đang lưu lạc cho Nguyễn Ánh. Sét đánh này là sét đánh ái tình các bạn. Lần thứ bảy thì Tây Sơn phát hiện nơi ẩn náu ở đá chồng. Sắp tóm được Ánh thì Lê Phước Điển tình nguyện mặc đồ ổng để ra hy sinh lựa quân Tây Sơn. Điển bị chém đầu, còn ổng thì tiếp tục thoát sang đảo Cổ Long. Lần thứ 8, Nguyễn Ánh bại trận ở sông Ngã Bảy, phải chạy qua nước Chân Lạp, tức là Campuchia bây giờ. Tây Sơn đuổi theo, bắt vua quan Chân Lạp hàng phục và buộc tất cả những người Việt ở đấy phải về nước, nhưng mà Nguyễn Ánh lại trốn kịp. Lần thứ 9, tại trận Gạch Gầm, Sòi Múc, Nguyễn Ánh có linh cảm bị mọi xiêm sẽ bại trận nên bỏ đi trước. Quả nhiên, chứng đến vi khuẩn cũng phải gạt gù. Đi đến đề 20 giấy số là chết với cái nhà cái ông Nguyễn Ánh này luôn. Quân xiêm chỉ trong một ngày bị giết đến quá nữa, thì gần như thủy quân bị chùm cuối Nguyễn Huệ quạt cho gần chết. Thậm chí tướng rất thân Nguyễn Ánh là Châu Văn Tiếp cũng tử trận ở đây. Nguyễn Ánh bị một tướng Tây Sơn tên là Trân bắt giữ, nhưng vì có ân tình trước đó nên lại được thả ra. Ánh lại tung tăng cùng cuộc phiêu lưu còn dài ở phía trước. Lần thứ 10, bất chấp Nguyễn Ánh khi đó chả có cái vẹo gì trong tay thì toàn thua tới thua lui. Giám mục là Bá Đa Lộc cầu viện nước Pháp không được, liền tự bỏ tiền túi ra, đồng thời đi vận động bà con cô bác ở gần xa làm từ thiện quyên tiền giúp đỡ cho Ánh. Lần thứ 11, Nguyễn Huệ đánh vào gia đình lần thứ 4 không bắt được Nguyễn Ánh, như kiểu tôm và cherry ruột nhau suốt ngày, đến nỗi Nguyễn Huệ ức chế không hiểu vì sao mà may mắn đến thế. Cuối cùng thì Nguyễn Huệ đành phá hủy lăng mộ 8 đời của chú Nguyễn để cắt long mạch. Sao số thằng này nó hên dữ mà. Cho nên Nguyễn Huệ đã
bới lăng mộ tổ tiên người ta ra, không cho hô hấp nhân tạo cho ánh nữa. Lần thứ 12, Nguyễn Huệ chuẩn bị đánh gia định lần thứ 5, quyết chơi khô máu dàn ảnh này luôn, thì gặp gió ngược nên chưa thể vào Nam. Tới khi sắp có gió thì bỗng lăn đùng ra đột tử. Lần thứ 13 thì Nguyễn Ánh chiếm được thành Quy Nhơn, tướng Tây Sơn Nguyễn Quang Huy đánh thẳng một mạch đến 25 tướng của Nguyễn Ánh, kéo tới ngay trước chân thành thách thức. Nguyễn Ánh tò mò bèn lên thành đứng xem. Thì kiểu như cái tính tò mò của Việt Nam mình đó mà. Quang Huy nhìn thấy ngay lập tức rút cung ra bắn thẳng lên thành, trúng ngay vai trái khiến Ánh bất tỉnh tại chỗ. Vết thương thì khá nặng nhưng mà không chết. Ánh sau đó lại chạy thoát về miền Nam. Lần thứ 14, Nguyễn Ánh chạy bộ, còn Tây Sơn do Nguyễn Văn Trương thì cưỡi ngựa đuổi theo. Khi Ánh vừa chạy qua khỏi một đoạn đường thì có một cái cây lớn đổ gục xuống chắn ngang đường. Kỵ binh Tây Sơn không sao đuổi qua được. Nhờ vậy mà Nguyễn Ánh thoát nạn. Nguyễn Văn Trương sau này cũng đã linh tính về việc một chân mệnh thiên tử của tương lai, nên về sau khi Nguyễn Ánh trở lại Nam Bộ, ông đã xin hàng và đầu quân dưới chân Nguyễn Ánh, trở thành một trong ngũ hổ tướng thân tín của Nguyễn Ánh, trở thành khai quốc công thần của triều Nguyễn, lập nhiều công to. Lần thứ 15, trong đại chiến Thị Nại, lúc thuyền của Nguyễn Ánh chèo vào giữa biển lửa thì đúng ngay lúc tầm bắn của hai pháo là Gành Ráng và Phương Mai, Đại Bác nã như xả đạn vào đầm. Tướng Võ Duy Nguy của ổng cũng bị phát bay đầu, binh lính chết từ lưa hộp dưa, nhưng riêng ổng thì vẫn sống nhăn răng, chả sức mẻ gì, tử thần cũng bất lực với Nguyễn Ánh. Lần thứ 16, Võ Tánh tình nguyện tử thủ Quy Nhơn, chịu chết để thu hút lực lượng Tây Sơn đến đây, giúp chúa rảnh tay vượt biển để đánh ấp Phú Sơn. Ánh đòi lại kinh thành cũ của gia tộc Nguyễn Phúc một cách dễ dàng. Lần thứ 17, Nguyễn Ánh giao tranh cực liệt với Bùi Tây Sơn ở Trấn Ninh. Đang gần thua thì vua Tây Sơn quan toản sợ hãi, rút lui. Thế là lật kèo, thắng ngoạn mục, từ đó tiêu diệt luôn quân Tây Sơn. Lần thứ 18, lúc Gia Long ra công trường để giám sát chị Xây Lăng đang ngồi trong nhà thì bỗng gió giật một phát, đổ hết mấy cái kèo xuống. Hai hoàng tử bị trọng thương, nhiều quan khách chết tại chỗ. Thiệt hại ước tính vài trăm triệu Việt Nam. Thế nhưng ổng vẫn còn sống kịp và chui ra cái hố, phản xạ nhanh như vận động viên do có kinh nghiệm nhiều năm đào tẩu giang hồ, để thoát khỏi cái truy lùng của giang hồ, cho nên là kinh nghiệm cũng đầy mình rồi. Chỉ bị dập chân u đầu do xạ trúng rồi thôi.